cảm giác nó rung rinh nè. Chú cho cháu hỏi là cái đường sắt này thì nó vẫn còn động không chú? Đường sắt hoạt động. Dạ. Hoạt động là xưa thì nó là cả ô tô và cả phương tiện khác, cái cầu đi qua thôi, cả xe máy, xe đạp, tàu hỏa. Bây giờ thì cấm ô tô mà chỉ sử dụng cho tàu hỏa và tuyến phía Bắc và xe máy, xe đạp. À, bây giờ là cấm ô tô đấy luôn. Cấm ô tô hết hạn. Rồi bây giờ đây là mình vẫn còn giữ lại là giữ để nhớ cho cái đường sắt tàu hỏa, phương tiện xe đạp xe máy như thế nhìn đấy. Dạ. Ô tô thì nó cấm, ô tô đang mở những đường khác rồi. Này con thấy xe máy chạy thôi đã thấy nó rung rinh rồi nè. Mình rinh như đây là mình giờ đây là thấy rung. Nó là chỉ là cái thanh sắt nó đưa ra thôi. Dạ. Đón. Ngày xưa thời Pháp nó làm là nó làm rất là thực ra là chỉ để tu hạng nhẹ đi thôi, nhưng tu hạng nặng đi sao được cái đường này, cái tăng cái tải đi được, cái tăng cái đường này đâu. Xưa Pháp làm mỗi cái cầu này sang đây thôi, nhưng từ sau này phát triển thêm những cầu khác. Dạ. Cầu này hết tuổi thọ rồi. Sau này thì kia có cầu Nhật Tân lớn rồi. Nó còn đang làm từ dưới cầu. Dạ. Bên này là cầu Kinh Dương, phía dưới là cầu Phi, phía dưới nữa là cầu Thanh Trì. Chưa đầy chục cây số, khoảng chục cây số mà gần cái cầu. Bên này là cầu Nhật Tân, nó đang tiếp tục đang làm cầu Tứ Liên. Tứ Liên thì có nhìn cái mật độ đấy, cần dân họ đi giờ này. Dạ, quá trời đông ha. Giờ này, giờ buổi sáng thì làm từ bên kia ra sang chung cư cũng mọc nhanh nhản, bên kia thì dân ở các tỉnh về cư ngụ thì cơ sở hạ tầng nó yếu kém thì cũng theo kịp được, cũng cống rãnh. Cái bên kia hình như là đang xây dự án gì phải không chú? Cái mình kỳ cầu. Nhưng mà chắc nó cũng có nhiều dự án. Dạ. Mình không rõ được. Bên quy hoạch cũng nắm được. Bên kia thì là bên kia thì nó thuộc đường ngoại thành. Dạ. Mình gọi là vùng nông thôn của thủ đô. Dạ. Bây giờ thì nó phát triển lên thì nó thành nội đô rồi. Mở rộng Hà Nội, mở rộng ra thì khu vực đấy là thành nội thành rồi. Ờ. Quận nội thành. Bây giờ quá trời cầu nó bắt qua, bây giờ giao thông thuận tiện rồi. Đi qua 50 phút là tới rồi. Đi tắt cầu nhất cầu Bình Dương. Ngày mai không tắt, đi được tắt. Kiến trúc cây cầu ở đây lạ quá. Nó làm giống như là giống cái này nè. Chéo qua chéo lại. Cái cầu kia nó nào mô phỏng theo cái cầu nó làm theo cái công nghệ của cầu này. Dạ. Cầu kia cũng được 2 năm rồi. Ồ, hai cái cầu về sau thì nó làm theo công nghệ mới. Xưa công nghệ cầu nó không phát triển như bây giờ. Dạ. Nên nó cái cầu kia nó làm theo cái công nghệ của cầu này. Cầu này trong con mà thường là mấy cái cầu bự vậy là làm gì ta? Cầu Việt Nam làm đầu tiên. Dạ.
cầu Việt Nam tự làm đầu tiên. Ý là mà mô phỏng theo cái cầu này hình dáng giống luôn. Thì cầu này thằng Pháp làm, cầu trên kia là thằng Liên Xô ngày xưa, gọi Liên Xô cầu Hạ Long nữa. Dạ. Cầu Liên Xô tài trợ cũng làm cho từ những cái cầu Hạ Long, cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cái nữa là cái cầu Tứ Liên như này, Tứ Liên. Cầu Trung Dương, cầu Tứ Liên, cầu Phi, cầu Tân Chi. Đi đáp ứng giao thông nổi chứ bây giờ phát triển quá. Trùng chu trùng tu lại á chú. Cái này nè. Ngày xưa cái thời chiến tranh cầu này là nó vận chuyển tàu cảng không hàng hóa từ đây về các tỉnh Việt Nam tới Việt Nam thì bắt buộc là phải đi qua cái cầu này, đánh vào cái cầu này luôn. Thì là đó là xe tăng đầu chở bom đạn cũng đi đường này. Xe tăng pháo, pháo đạn pháo rồi. Các thứ là đều phải đi cũng như chở bom hỏa. Ngày xưa ngày xưa chủ yếu nhập của bên Liên Xô, Liên Quốc về thôi. Chủ yếu đi đường này, đi đường biển, tàu hải quân quay hết ngoài, tàu thủy công quay hết. Bây giờ chưa ai giải thích được một báo có thời gian nó đăng lên báo cái đây của hơn 1 năm đăng lên báo kiểm do gì mà nó lại có đi trái đường này từ từ khác thì à nó đi ngược vậy ha. Án lý bên này là người ta phải đi này qua nó đưa đến báo để tìm con trao giải ngon chưa có một câu trả lời. Đúng rồi, là lý do gì mà cái ông thiết kế cầu này từ từ khác, ông thiết kế theo cái lịch trình này cũng chưa tìm ra nguyên nhân hả chú? Chưa. Nhưng mà nếu như nó là cô Anh đó thì mình có thể giải thích được. Tại Anh nó chạy ngược với mình. Anh thì chạy ngược trái. Cũng này, này phải nói rồi mới biết nhưng người ta cũng không để ý đó. Đúng rồi. Này chiều chiều chú ra không gió à? Ngồi không gió chơi à? Không, chú có việc đi qua thì trong khi chờ đến giờ việc thì chú đứng đây nghỉ. Nó mát và thành phố nóng. Dạ. Chờ mình vào đến kia. Bữa nay thấy mát à. Mấy bữa trước mấy bạn cũng nói ở đây nó nóng lắm. Qua được vừa qua hai tuần nay là nó mát lại. Cầu này thì từ Tây nước ta đều ra đây chụp ảnh nhiều. Dạ. Cầu cái mô phỏng nó đẹp, chụp ảnh như ảnh nó đẹp. Dạ. Nhất là các thiếu nữ là hay ra đây chụp ảnh. Dạ. Hay dưới kìa có nhớ tay nắng nóng ít ra ngoài đường mát trời đang nhiều tay cũng khoái lắm chú. Ở đây con đi một vòng xíu à. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Đây là tiếp tục mình đi chứ là bạn thấy không, bên đây là đáng lý là phải chạy hướng cùng chiều nè, nhưng mà rốt cuộc thì cái chiều bên này lại là cái chiều ngược, cái chiều bên kia thì lại là cái chiều xuôi, không ngọn vậy đó, bạn thấy không? Để nó ngược áo chụp lên nó đẹp lắm. Nắng lên nó đảo. Ở đây thì ngày xưa là cái khu gọi là nông thôn như chú nói nãy, vùng nông thôn của Hà Nội. Nay cũng y như cái khu quận 2 với lại quận quận 7 chỗ Nhà Bè đồ ở dưới Sài Gòn thôi. Sau này thì chắc là khu này sẽ quy hoạch lại, nó chuyển lên thì khu này sẽ quy hoạch lại.
ấp và đê đồ lên cao lên chứ không như vậy. Ở đây mình thấy ngập, ngập lên chưa. Xe quá. À, thấy rung rinh. Giờ để xé cái camera vô cầu để cảm nhận được rung rinh nha. Thấy rung rinh không? Xe máy chạy qua thôi đã rung rinh vậy rồi á. Màu này là tương đương với đó, cảm giác nó rung rinh nè. Năm thế hệ là 120 năm hả, 118 gần 120 năm. Hôm nay cô chú chụp hình nhất tới. Sợ xe mà.